chị em mình tới đâu đây nhỉ? À, chiếc xe chở chị em mình đến công viên nước này. Here we go. Bây giờ chị em mình đi vào công viên nước thôi. Đằng nào cơ em Cam? Đằng này cậu đi chậm quá. Nhanh lên Cam ơi. Đây có những cái cây gì hay là con gì ấy nhỉ? Nhìn như là người ngoài hành tinh vậy. Đây trông như là cái mắt ý. Đúng rồi, hai cái mắt. Rất nhiều các cái mắt chứ không phải là hai cái mắt. Con này sao nó lại có nhiều mắt thế nhỉ? Trông lạ lắm. Đây này, mắt tròn xoe luôn. Trông giống người ngoài hành tinh mà trông cũng giống một dọng san hô. Bên kia cũng còn rất nhiều nữa kìa. Đố mọi người biết tớ đang lái cái xe gì đây? Đây là xe hình một con sâu đây. Con sâu này còn có thể phun nước từ đuôi này. Nó có hai cái mắt tròn xoe và một cái mũi màu xanh lá cây. Đúng rồi, nhìn cái bánh xe này có cả vô lăng luôn. Thế còn phía bên này của tớ là con gì vậy? Trông lạ quá. Bên dưới này có hai cái mắt luôn. Không phải, đấy là hai cái mắt và một cái mồm. À, hai cái mắt và một cái mồm. Thế đây là con gì nhỉ? Có bạn nào nhận ra không? Tớ đoán đây là cái con san hô cậu ơi. Con san hô người nó mới không ra hình thù gì cả. Mà người nó toàn phun ra nước thôi. Nhưng Cam đâu rồi? Cam làm gì đây? Em Cam đi đâu thế? Có cái gì hay à? Sao có vẻ thích thú vậy? Cái gì đâu? Đây là một cái ống chuyên nước. Tớ sẽ chỉ cho các bạn đi thế nào để không bị ướt nhé. Đi đi, chúng mình không được tâm vào giữa như thế này đâu. Mà chúng mình có thể đi sang phải hoặc đi sang trái như thế này. Đi theo hình zig zag như thế này. Mình không bao giờ bỏ ướt. Mình các cậu nhìn thấy tớ có bị ướt không? Cậu đi qua cái này á, tớ đổ cậu đi đây, kiểu gì cậu cũng ướt thôi. Đây là một cái phòng bên trong, ngoài cả là nước thôi. Hay chưa? Như kiểu là một cái rèm nước ấy. Tất cả đây là một cái rèm nước. Ở đây có một cái đài phun nước mini này. Ở đây có một cái quả cầu gì phun ra bao nhiêu nước này. Tớ ôm hết chỗ nước này luôn. Ôi, nó bắn đầy vào mặt tớ rồi. Không chịu được, không chịu được nữa. Bịt nó lại này. Ai à, mình phải đi chỗ khác thôi. Em Cam chạy cẩn thận nha, không là ngã đây. Lại đây, tớ có cái vòng này này. Vòng này để làm gì nhỉ? Ở đây có một cái bánh xe cứu hỏa này, tớ bạn nha. Không phải là bánh xe cứu hỏa đâu. Thì trên đầu cậu kia, mỗi một lần cậu vặn vòi ra là những quả bóng kia phun đầy nước. Chỗ nào hay cơ? Wow, phía trước kia có một cái cầu trượt to khổng lồ. Chúng mình đi. Phía này còn có cái hay hơn này. Các cậu ơi, tớ nhìn thấy có một tên cướp biển này. Tên cướp biển này đang ở trên một con thuyền. Vậy thì chúng mình phải làm gì? Phải chiến đấu với cướp biển, nhưng bằng cái súng nước này. Bây giờ tớ sẽ dùng súng nước này để phun vào người hắn nha. Đúng rồi đấy. Tên cướp biển kia bắn này bắn vào mông người này. Tên cướp biển kia đứng yên đấy để cho ta bắn này. Nhìn chuột cầu chuột đây. Here we go. Nhím ơi, vừa lúc nãy cậu bảo là tên cướp biển. Không phải đâu. Đây chính là một chiếc cầu trượt mang hình dáng một con thuyền đấy. Bây giờ để tớ thử trượt cái cầu trượt này xem có thú vị không nhé. Cầu trượt cướp biển nào. 1, 2, 3, trượt. Ui, thật mong rồi, ui đau quá. Tớ nghĩ là tên cướp biển hắn làm cái cầu trượt này để lừa cậu đây. Trượt hơi bị đau mông. Để tớ sang bên này á, không trượt của hắn nữa. Ở đây là một cái cầu trượt hình xoáy xoáy bao nhiêu nước luôn. Đây, xuống đây nào.
Ui, cái này cũng bị rơi mông rồi. Hóa ra là cái nào cũng bị dập mông các bạn ạ. Ím ơi, lại đây mà xem này. Tớ phát hiện ra có những chiếc ô có thể phun mưa được, rất là đẹp luôn. Đây chính là ba cây nấm này. Này đằng này này, tớ phát hiện ra có một con ếch màu xanh, rất là đẹp luôn. Một con ếch khổng lồ. Mồm nó còn đang phun ra nước kìa. Đúng rồi. Ồ không, hình như đây chính là một chiếc cầu trượt. Wow. Cầu trượt ở đằng này này cậu ơi. Chui vào trong này. Ngồi xuống. Chui vào trong một con ếch luôn. Trượt luôn. Này, đi thế cậu ơi. Còn đây là một chiếc cầu trượt ngựa vằn. Tớ sẽ lên trượt nha. Chui qua cái này này. Ở đây có cái vòi phun nước này. Đấy chính là vòi thử thách đây. Ui. Trượt làm thế nào để cho cái vòi đấy nó không phun vào mặt? Mình trượt qua thì kiểu gì nó cũng phun vào mặt. Lại bị sập mông rồi. Vậy em thử rồi. Đây, Cam ơi, lên trượt cầu trượt màu vàng của anh đi. Xem nước có bắn vào mặt không. Cái này thì không được. Em chọn bên khác cơ. Mấy làm gì có nước bắn đâu. Còn đây như này. Một con gì ấy, trông như là con vịt à. Nhưng mà không phải, nó có cái vòi của bạch tuộc cơ cậu ơi. Đây có hai cái mắt rất là to. Cam ơi, trượt xuống đi. Yeah. Cam có thích mát xa không? Em có. Đây này, ngồi vào cái chỗ này này. Nước nó phun lên. Đấy, 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 đấy. Cứ đi đâu. Đấy, nó mát xa mông cho mà này. Nước sẽ chui từ dưới chui lên. Hơi bị thích luôn. Wow, chuối này. Đây này, phải nằm như anh này. Rồi nó phun lên lưng. Bị thích, thoải mái quá. Nằm xuống đây này Cam ơi. Buồn không, buồn không? Chị sang đây ra đây mát xa đi. Thích ơi là thích. Đúng rồi đấy Trang ơi. Ra đây ngồi mát xa cho đỡ mỏi lưng. Thích á? Đâu, để tớ thử ngả lưng xuống xem nào. Wow, thích thật đấy. Ôi, có một bạn chi bị ngã. Để tớ giúp đỡ cậu nhá. Sao trông lạ vậy? To thật đấy. Chim khổng lồ à cậu ơi. Em Cam, bế bạn đi lên đi. Here we go. Wow, bạn chim này màu sắc đáng yêu quá. Yêu yêu. Đáng nhẽ là bạn chim này phải đậu trên cành cây chứ cậu nhỉ? Chắc bạn này là bạn chim con đấy. Vẫn chưa biết bay cơ cậu ơi. À, chắc là bạn ấy đang học bay các bạn ạ. Ở đây có những cái bông hoa tơ chua. Màu sắc bị lại đẹp nữa.